Xin chào bạn, bây giờ là cái bài tập mà tôi sẽ luyện cho Đức Anh tập chân trái, luyện tập sút và có thể là điều dẫn bóng cũng như là mình có thể là xử lý bóng chân trái tốt hơn. Thì đây là một cái bài tập thứ hai mà tôi để cho Đức Anh tập. Bài tập này nó cũng chỉ là đơn giản thôi. Với các bạn chân trái thì không nói làm gì cả. Nhưng với, nghĩa là các bạn nào thuận chân trái ấy, thì không nói làm gì. Nhưng mà đối với các bạn nào mà thuận chân phải nhưng mà cần tập chân trái thì nó sẽ là lỡ cỡ và nó rất là kiểu rất là khó chịu. Và mình không quen được thì mình đôi khi là mình sẽ không tập, mà mình lười tập và mình bỏ quên. Thì bây giờ tôi sẽ tập cho bạn Đức Anh chân trái với cái động tác là tôi sẽ ban bóng từ bên này sang để bạn có thể là dùng chân trái, chỉ chân trái thôi, không chế bóng và xoay người sút bóng. Đưa anh đâu lấy bóng đây nhở? Đấy, em đứng ở đằng sau rồi nhá. Đứng ở đây xa quá người ta không quan sát được. Đấy. Tôi sẽ ban bóng cho bạn Đức Anh và bạn ấy khống chế bóng bằng chân trái và bạn sẽ sút. Không chia bóng nhá. Đẩy xuống đằng sau kia. Đấy. Rồi, lấy bóng đây. Bóng bạn Đức Anh, xem bạn ấy vừa phải lấy bóng và chạy nhặt bóng. Đẩy bóng nhanh. Sút. Tốt. Rồi, lấy đây. Cứ bình tĩnh thôi. Đúng xác vào. Thật lắm. Đẩy ra, sút. Tốt. Thế là tốt rồi. Với những cú sút chân phải thì bạn Đức Anh bạn đã rất là mạnh rồi. Nhưng mà chân trái thì lực vẫn còn yếu. Và có thể là chưa chính xác nên là bạn có thể là sút trượt bóng rất là nhiều. Nhớ là em phải đẩy bóng ra sau nhá. Em phải để bóng nó lăn ra đằng sau, đừng để bóng nó trước mặt quá thì cái góc độ sút nó sẽ dễ hơn. Đấy. Tốt. Bóng nó xoáy quá. Bóng nó bắt đầu xoáy á. Không sao, cứ sút đi. Đẩy bóng sang sau. Đấy, bê trượt rồi. Vâng, tôi sẽ quay cho gôn này là đây, các bạn có thể nhìn rõ gôn hơn. Nhớ là để bóng sang sau nhá. Tốt. Các bạn xem Đức Anh sút chân phải nhá. Dồn lực các nào. Đấy, đứng ở đấy. Căng chân sút chân phải nhá. Đấy. Bạn sút rất là căng. Còn chân trái thì bạn chưa quen nên bây giờ tôi sẽ tập cho bạn ấy. À đây. Về bóng.
Vâng, các bạn xem như này các bạn cũng sẽ cảm thấy nhàm chán thôi, nhưng mà bài tập nào cũng thế các bạn. Các bạn xem thì thường cảm thấy rất là nhàm chán, nhưng mà khi tập ấy thì là chúng tôi sẽ phải tập sút với hàng trăm cú sút như thế này, hàng trăm cú sút như thế này để mới có thể là thạo được hai chân. Các bạn muốn tập hai chân thế ngày nào các bạn cũng phải tập thì các bạn mới có thể quen được. Em phải vê bóng ra đằng sau thì mới có thế để sút, chứ em để trước mặt là em phải sút chéo 45 độ à? Em để bóng ra đằng sau em mới vặn người em sút được. Để bóng đằng sau. Để bóng dài ra đằng sau một chút. Ở đấy vẫn chưa ra đằng sau. Nào em sang đây em đá ra đây nào. Đấy các bạn vê bóng ra đằng sau này. Lấy bóng lên. Các bạn nhớ là khi tập như này các bạn nào chân không thuận ấy, các bạn phải cố gắng là vê bóng hẳn ra đằng sau mới có góc độ sút nhá. Vê bóng ra đằng sau này. Đấy. Thì các bạn mới có thể sút được. Còn nếu như mà chỉ cần hơi điều chỉnh bóng là không đúng vị trí thì các bạn sẽ có thể là sút trượt bóng này. Hoặc là cái thế sút của các bạn nó không được căng. Các bạn phải điều làm sao bóng nó ra cái chỗ mà thuận lợi nhất, cái tư thế thuận lợi nhất thì mình mới có thể sút được. Còn nếu mà tư thế bóng ấy mà ở vị trí mà thuận lợi rồi mà các bạn sút mà nó bị liệng ra chỗ khác thì do cái chân của bạn là quan sát bóng, mắt của bạn quan sát bóng và cái chân mình tiếp xúc bóng sai thôi. Còn nếu mà bóng mà ở cái vị trí thuận lợi đấy thì chân vung của bạn rất là mạnh và vào nếu mà vào chuẩn bóng thì rất là căng. Lại à. Đấy các bạn vê bóng đằng sau rồi. Các bạn căng chân xuống. Nếu mà vào đúng cái tư thế thuận lợi, còn nếu mà các bạn đưa bóng nó chưa chuẩn xác ấy vào cái góc khó ấy, thì tất nhiên là cái mình phải điều hướng làm sao để cho tư thế thuận lợi nhất mình mới sút căng được. Đúng rồi, đúng rồi. Phải bóng đằng sau. Đấy. Ngay. Đó không sao. Bởi vì cái vặn người của em còn đang kém nên em không... Nếu mà chân phải của em vặn được. Chân trái bây giờ do em vặn người chưa tốt, còn không thì em phải hơi đặt hơi chéo một chút cũng được. Nhưng mà do đấy. Do bạn Đức là bạn ấy có khả năng vặn người các bạn có thể là chưa tốt ấy thì các bạn lại lại phải đẩy bóng nó chéo hơn một chút. Bây giờ mình thử chân phải xem có vặn được không. Đấy, chân phải có vặn được không? Nào. Lại nhá. Trái nhá, đẩy bóng ra, tư thế thuận lợi. Vâng, đây là bài tập thứ hai. Một cái bài tập nhỏ nhỏ thôi để cho các bạn có thể là biết là chúng tôi hàng ngày tôi tập như thế nào. À sút nốt quả nữa nhá. Quả này cố gắng thật căng vào nhá. Trái sút nhiều quả hết. Rồi. Đẩy lùi xuống. Rồi ok. Căng. Các bạn nhớ là khi tập như này thì tốt nhất là cứ tập chậm chậm thôi. Xong bắt đầu là sút chuẩn xác.
ong dần nếu mà thạo rồi thì các bạn có thể tăng tốc độ lên. Thì các bạn khi sút được chân trái thì các bạn sẽ áp dụng được trên sân rất là nhiều những cái kiểu sút như này. Hoặc là các bạn có thể là điều hướng các bạn ban cũng được. Các bạn đẩy bóng ra bằng đằng sau, các bạn có thể ban bằng mu bàn chân cũng được. Bây giờ tôi thử chạy nhá. Cũng như động tác này nhưng mà tôi sẽ thử chạy theo để bạn Đức Anh bạn dùng chân trái, bạn ấy ban cho tôi. Các bạn cũng có thể áp dụng cho những đường ban nhá, bởi vì khi mà đối phương ập vào ấy thì mình không sút được thì mình sẽ dùng chân trái mình ban luôn. Bây giờ tôi sẽ ban cho bạn Đức Anh và tôi sẽ chạy ra và để cho bạn Đức Anh ban cho tôi. Các anh chuẩn bị nhá, vẫn như thế thôi nhưng mà dùng chân để ban, dùng chân trái để ban nhá. Đấy, về bóng ra đằng sau cơ mà, sao lại quên? Vâng, vừa rồi là bạn Đức Anh bạn ấy chưa rõ ý đồ của tôi. Bây giờ nhá, vẫn như thế thôi nhưng mà tôi sẽ di chuyển ra kia để cho bạn Đức Anh bạn ban dùng chân trái này, về bóng ra. Đấy, ban. Đó, thấy không? Lại nhá. Các bạn thấy rõ không? Các bạn có thể áp dụng bằng đường ban cũng được, hoặc là sút luôn cũng được. Hoặc là các bạn có thể tỉa bóng ra các vị trí khác nhau cũng được. Đấy, các bạn dùng chân trái nhá. Đưa bóng lên nào, lại nào. Đấy. Vâng, bài tập này thì tôi sẽ kết thúc ở đây thôi. Nó là một bài tập cũng đơn giản nhưng để các bạn hiểu. Và bạn nào thích tập với chân không thuận thì các bạn có thể áp dụng nhá. Vâng, xin chào các bạn.